nhu cầu sở hữu Bitcoin ở Argentina đã vượt qua El Salvador. Tuần trước, một công ty nghiên cứu đầu tư có tên ARK Invest đã gây sóng gió trên mạng xã hội khi cho biết việc ứng dụng Bitcoin ở Argentina đã vượt qua El Salvador, bất chấp việc đây là quốc gia đầu tiên công khai chấp nhận tiền điện tử làm tài sản thanh toán. Báo cáo cho biết, người dân El Salvador thích giao dịch bằng USD hơn. Đồng tiền này đã trở thành đồng tiền hợp pháp ở El Salvador vào năm 2001 và đã bảo vệ sức mua khỏi lạm phát mất giá vốn đã tàn phá các quốc gia khác trong khu vực. Ngược lại, giá Bitcoin khá biến động trước những khó khăn ngày càng tăng khi El Salvador nỗ lực phát triển thành một hệ thống tiền tệ với tính thanh khoản ngày càng tăng và được áp dụng trên toàn cầu. Sự vượt trội trong nhu cầu sở hữu Bitcoin tại Argentina có thể bắt nguồn từ việc quốc gia này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với tỷ lệ lạm phát dự kiến sẽ lên tới 147% vào năm 2023. Điều này đã khiến nhiều người Argentina tìm kiếm các giải pháp thay thế như Bitcoin để bảo vệ tài sản của mình. Ngoài ra, tại Argentina có một ứng cử viên tổng thống theo chủ nghĩa tự do ủng hộ BTC tên là Javier Milei, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 13 tháng 8, khiến giá BTC ở nước này tăng đột biến. Do đó, nếu Milei thắng cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 thì cả Bitcoin và sức mua của người dân Argentina sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Theo một số liệu on-chain quan trọng, các thợ đào đã tiến hành bán tháo hàng triệu đô la Bitcoin sau khi giá của tiền điện tử hàng đầu giảm dưới 26.000 đô la vào ngày 26 tháng 8. Dự trữ của thợ đào Bitcoin tháng 9 năm 2023 của Glassnode cho thấy thợ đào nắm giữ tổng cộng 1.831.000 BTC trong số dư tích lũy của họ tính đến ngày 25 tháng 8. Nhưng đến cuối ngày 31 tháng 8, dự trữ của thợ đào chỉ còn 1.827.000. Như vậy, họ đã bán hơn 4.000 BTC trong vòng 7 ngày giao dịch. Đáng chú ý, các thợ đào Bitcoin hiện kiểm soát khoảng 9,4% tổng số BTC lưu hành. Điều này nhấn mạnh lý do tại sao các nhà đầu tư chiến lược rất chú ý đến mô hình giao dịch của họ. Bitcoin giao dịch quanh mức 25.850 đô la vào cuối ngày hôm qua, có nghĩa là các thợ đào đã bán được số BTC trị giá 103 triệu đô la trong tuần qua. Nếu không có đủ nhu cầu để chống lại áp lực bán của thợ đào, giá Bitcoin có thể trượt dưới 25.000 đô la. Ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ và Thống đốc Florida John DeSantis đang tự khẳng định mình là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất trong giới lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2024. Trong một diễn biến mới, ứng cử viên này đã công bố một tuyên bố hứa hẹn sẽ hỗ trợ đầy đủ cho Bitcoin và chặn nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ nhằm thiết lập tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương, CBDC. Cụ thể, ông tuyên bố, nếu được bầu làm Tổng thống, ông sẽ đảm bảo rằng Cục Dự trữ Liên bang không triển khai tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương. DeSantis sẽ chặn mọi nỗ lực thiết lập CBDC hoặc bất kỳ chính sách nào khác sẽ đưa người dân Hoa Kỳ đến gần hơn với hệ thống tín dụng xã hội. Ứng cử viên hứa rằng ông sẽ bảo vệ tinh thần kinh doanh khỏi các nhà hoạch định trung ương trong bối cảnh Washington đang nỗ lực quản lý và ngăn cản sự đổi mới như Bitcoin và các công nghệ mới khác, sẽ bảo vệ tiền điện tử và nỗ lực chấm dứt tình trạng phá sản ngân hàng và độc quyền tài chính do động lực chính trị. Dạo gần đây, cộng đồng P Network tiếp tục lan truyền những câu chuyện về việc PayPal hay một loạt ngân hàng trung ương trên toàn thế giới, trong đó có cả Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV, sẽ sớm đưa P Network vào thanh toán chỉ với một lý do rằng những gã khổng lồ tài chính này đều đã và đang trong quá trình triển khai bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 20022. Điều này khiến không ít người tò mò, không hiểu P Network thì liên quan gì đến tiêu chuẩn ISO 20022 và liệu các tin tức về việc P sẽ được đưa vào hệ thống thanh toán toàn cầu có chính xác hay không. Trên thực tế, ISO 20022 chỉ đơn giản là một bộ tiêu chuẩn quốc tế mới, thay thế cho tiêu chuẩn SWIFT cũ, phục vụ cho giao tiếp trong các lĩnh vực thanh toán, chứng khoán, đầu tư cũng như thương mại quốc tế nhanh chóng và liền mạch hơn. ISO 20022 đã dần trở thành phổ biến và được áp dụng rộng rãi trong hệ thống tài chính ngân hàng cũng như việc giao tiếp giữa các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, P Network hiện nay lại đang được xem là một loại tài sản số chạy trên blockchain, chưa phải là phương thức thanh toán trên toàn cầu. Do đó, Bitcoin hiện tại không có cơ sở để được áp dụng trong hệ thống ngân hàng, kể cả khi Open Mainnet đang diễn ra, nhiều cá nhân trong cộng đồng đã vịnh vào những lời đồn thổi trên để tạo FOMO trong cộng đồng, khích lệ niềm tin một cách mù quáng vào tương lai của P Network, từ đó khiến nhiều người dùng mới có nhận định sai lầm về giá trị nội tại của Bitcoin. Shiba Inu đang chứng kiến một tuần tuyệt vời sau khi khởi chạy lại thành công blockchain Shibarium Layer 2 vào đầu tuần. Trong bản cập nhật quy mô lớn vào đầu tuần, Satoshi Kusama, người đứng đầu Shiba Inu đã thông báo rằng Shibarium đang được vận hành tốt. Kusama cũng xác nhận hoạt động của cầu nối Shibarium ETH. Theo dữ liệu của Into the Block, trong những ngày sau khi Shibarium khởi chạy lại, dòng vốn vào Shiba Inu đã tăng vọt 1.173%.
chỉ số dòng tiền vào của những holder lớn thuộc về cá voi hoặc holder lớn chứng kiến dòng vốn lớn chảy vào trong ngày 31 tháng 8 khi gần 4,35 nghìn tỷ SIP được cá voi thu gom. Trong động thái bất thường vào ngày 31 tháng 8, một cá voi SIP không rõ danh tính đã chuyển số token trị giá gần 38 triệu USD. Công cụ theo dõi One Alert báo cáo một lượng lớn token SIP trị giá 38 triệu 57.145 đô la Mỹ đã được di chuyển giữa các ví không xác định. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zyptolist VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.